Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 1 của trang web olm.vn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề màu sắc. Colors. Bài học. Language. Cô có 3 màu, đỏ, vàng và xanh dương. Các con có biết màu đỏ trong tiếng Anh là gì không? Đúng rồi, màu đỏ là red. Các con cùng đọc lại nào. Red. Red. Thế còn màu vàng trong tiếng Anh là gì các con nhỉ? Đúng vậy, màu vàng là yellow. Nhắc lại cùng cô nhé. Yellow. Yellow. Vậy các con có biết màu xanh dương trong tiếng Anh là gì không? Chính xác, đó là blue. Hãy đọc lại cùng cô nào. Blue. Blue. Hai màu tiếp theo là màu hồng và màu trắng. Cô giới thiệu với các con từ màu hồng trong tiếng Anh là pink. Các con nhắc lại nhé. Pink. Pink. Và màu trắng trong tiếng Anh là gì nhỉ? À đúng rồi, màu trắng là white. Các con cùng đọc lại nào. White. White. Sau đây, cô sẽ giới thiệu với các con mẫu câu is, có nghĩa là nó là hoặc nó thì. Trong chỗ trống, các con điền từ chỉ màu sắc nhé. Ví dụ, cô muốn nói câu nó màu đỏ, cô sẽ nói it's red. Các con đọc lại theo cô nào. It's red. It's red. Tương tự như vậy, các con hãy nói cho cô câu nó màu xanh dương. Rất tốt, cùng đọc lại câu này nào. It's blue. It's blue. Trước khi tiếp tục, các con hãy thử sức với các câu hỏi sau nhé. Cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Hình ảnh tiếp theo các con có thấy quen thuộc không? Đây là một bông hoa và từ bông hoa trong tiếng Anh là gì nhỉ? Rất chính xác, bông hoa là flower. Hãy nhắc lại nào. Flower. Flower. Bông hoa này có màu gì vậy các con? Chúng mình còn nhớ từ màu hồng trong tiếng Anh là gì không nhỉ? À đúng rồi, màu hồng là pink. Vậy bông hoa màu hồng sẽ là pink flower. Cùng đọc theo cô nhé. Pink flower. Pink flower. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu với các con mẫu câu dùng để giới thiệu đồ vật và màu sắc của nó. Đó là mẫu câu it's a flower. Trong chỗ trống, các con điền từ chỉ màu sắc vào nhé. Ví dụ, cô muốn giới thiệu nó là một bông hoa màu hồng. Cô sẽ nói it's a pink flower. Các con nhắc lại nào. It's a pink flower. It's a pink flower. Hãy giới thiệu giúp cô nó là một bông hoa màu đỏ. Rất giỏi, câu đúng là it's a red flower. Đọc lại cùng cô nhé. It's a red flower. It's a red flower. Tương tự, cô muốn giới thiệu nó là một bông hoa màu vàng, cô sẽ nói it's a yellow flower. Hãy đọc theo cô nào. It's a yellow flower. It's a yellow flower. Vậy còn câu nó là một bông hoa màu trắng trong tiếng Anh là gì nhỉ? Chính xác, đó là it's a white flower. Các con hãy nhắc lại nhé. It's a white flower. It's a white flower. Để hiểu hơn mẫu câu vừa học, các con hãy trả lời các câu hỏi sau. Các con đã rất hiểu bài rồi đấy. Đây là hai bạn nhỏ, bạn nam tặng bạn nữ một món quà. Theo các con, khi nhận quà thì bạn nữ sẽ nói gì nhỉ? À đúng rồi, bạn ấy sẽ nói cảm ơn cậu. Câu cảm ơn cậu trong tiếng Anh là gì vậy các con? Rất chính xác, đó là thank you. Hãy nhắc lại nhé. Thank you. Thank you.
Khi được bạn nữ cảm ơn, bạn nam sẽ đáp lại, không có gì đâu. Cô giới thiệu với các con câu không có gì đâu trong tiếng Anh là You're welcome. Cùng đọc lại theo cô nhé. You're welcome. You're welcome. Để ôn lại các từ và mẫu câu vừa học, các con hãy cùng cô hát một bài hát sau nhé. Red, pink, blue, yellow and white. What color is it? It's yellow. What is it? It's a red flower. Thank you. You're welcome. Good job. Let's sing one more time. Chúng ta hãy hát một lần nữa nhé. Red, pink, blue, yellow and white. What color is it? It's yellow. What is it? It's a red flower. Thank you. You're welcome. Oh, well done. Các con làm tốt lắm. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của trang web olm.vn.